Trời ơi, ta nói nửa đêm nửa hôm coi mấy bà nội múc banh cà pháo mắm tôm mà tao tức dễ sợ. Tao có ăn được mắm tôm đâu, tao quyết định tao phải làm cà pháo với một cái gì đó không phải là mắm tôm. Thèm quá chịu không có nổi. Lần đầu tiên cái đu đu móng ra cà pháo. Lần đầu tiên cái đu đu mặn hơn vì cà pháo. Nhựa cây. Đầu tiên là phải má này không. Đầu tiên là phải thổ nước mũi. Ôi trời ơi, nhiều nữa hả? Nhầm vô. Cắt xong rồi thảy vô rồi quên vô. Để cho nửa tiếng đồng hồ vậy đó. Để đó, nửa tiếng. Mẹ ơi, tôi lục trứng mà tôi quên mấy má ơi. Bây giờ nãy giờ mà tôi quên tắt nước lửa mấy má ơi. Anh để đó coi, để em coi thử coi có sao không? Nghĩ sao vậy trời? Lục trứng xong phải bỏ lên trên sân thượng. Hồi nãy tôi cũng hiện vô rồi. Anh đang xem cái cây á, tự nghe cái đùng một cái. Trứng nó nổ một cái mà tôi nó vang động địa trời luôn. Từ cái tiếng nó vang lên tới sân thượng luôn, má ơi. Giờ ta hết chân còn gì? Chỉ chín nô mà thôi. Nô bánh chành. Nhân tiện sẵn có cái món trứng này, tôi sẽ làm thêm một cái món để ăn chung với cái cà này luôn. Tò vô. Ăn được không nè? Ngon mà, thơm mà. Tôi lột từ cái trứng vịt mà nó thành cái trứng cút, còn nói gì nữa. Từ cái trứng bự ra cái trứng gà so. Lột cỡ này còn nói gì nữa. Cái này rửa rồi. Luộc lạp xưởng. Nửa tiếng rồi. Vớt ra để cho nó ráo. Rồi bỏ ngọt. Muối, ông nội nhiều quá. Đường. Em nên bỏ vô quện thành một cái hỗn hợp như vậy nè. Bây giờ mình chút từ đây. Đó. Chụm điều lên. Thực sự ra lần đầu tiên tôi làm cái này chứ tôi cũng chưa có biết là nó có ngon hay không. Để một hồi nữa tôi làm xong tôi ăn thử. Mà tôi cảm giác ngon thì mấy bà làm nha. Bỏ dụ không ngon thì thôi, thì vẫn làm. Làm cho biết với người ta. Ôi. À, ngon không? Lắm. Cái lập trưởng là tươi xanh. Lòng là thổn thức xốn sang liền. Trời đất ơi. Cái này mình cắn một cái là đã nè. Sao mà ngon dữ vậy trời, lập xưởng mà ngon dữ vậy. Sao nó thơm. Cho mấy cái trứng hồi nãy á vô. Có trứng nào ăn trứng đó. Đâu. Lập xưởng nãy vô luôn. Cho nước tương vô. Tới đây sẽ có nhiều người rất là thắc mắc. Ủa, quỷ nãy đang làm gì vậy ta? Chưa đâu. Kế dừa vô. Đậu ơi. Đậu ơi. Đậu ơi, chết mẹ thành nồi canh hay gì không cha? Nhiều quá. Sao không để lại một nửa? Không, bây giờ nó hồi nước nó ráo, nó rút. Bỏ thêm mấy cái ớt thêm cho nó sinh động. Bây giờ mình đợi cho cái nước này nó rút, nó ráo lại là ok. Đó, nó keo lại nè. Trời ơi, ngon dữ không? Trời ơi. Nó keo, trời ơi, đã không? Vô cái chén cơm trắng nữa. Cà ngâm nãy giờ trong tủ lạnh nó cũng thấm rồi. Còn cái dĩa này, trời ơi. Ừ, tao quýu tay mà cái chích nãy giờ không được luôn á. Cái nước dừa khi mà nó keo lại nha. Nó mặn mặn. Nó không có bị quá mặn mọi người. Tại cái nước tương nó hơi mặn. Nhưng mà nước dừa á, nó hòa quyện lại là ok. Nhưng mà không cần phải nêm thêm cái gì đâu. Theo cái cảm nhận của tôi, để tôi ăn thử miếng cà nha. Đã ghê không? Wow. Ê, rất giòn luôn, mọi người nghe không? Mà nãy tôi dầm đâu là mười mấy chiếc ớt á, cay. Master chép mà giỡn hoài. Mấy bà trả lời.
Mấy điểm trả lời? Miếng cà cỡ này nè. Hình như tôi nghe một cái két cái răng đó. Chết mẹ à. Cháo trắng lá dứa đó bụng như bia. À đói quá trời đi. Đói quá. Thôi cháo lá dứa nè. Kim chi, trứng ấp thảo. U thịt kho. Cá cơm. Dưa muối. À, ai mà biết ăn trứng ấp thảo á mới thích. Ăn cháo là phải nhiều tóc binh gì mới đã. Nó ấm cái bụng mà nó ngon. Ăn ốc. Quá. Ốc hương phô mai. Phô mai. Ăn bây giờ mà chó lẻ vậy nào. Một miếng bơ vô nè. Tôi cho ông tin, cho ông nghe.